Hello anh em. Hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu đến anh em một tựa game. Nó cũng ra từ lâu rồi, nhưng mà hôm nay thì bọn tôi mới chơi. Tựa game tên là Conan Exiles. Nó thuộc thể loại game nhập vai và có yếu tố sinh tồn. Thực ra là game sinh tồn có yếu tố nhập vai, tôi nói nhầm đấy. Game này trước đây nó ra lâu rồi, nhưng mà vì nó thuộc cái những cái game Early Access cho nên là có nhiều lỗi, điểm nó cũng không được cao lắm, nhưng mà hiện tại thì điểm nó đã tương đối cao rồi. Thực ra hôm qua là bọn tôi chơi game này rồi, chơi cũng khá nhiều đấy, nhưng mà do trục trặc kỹ thuật máy tôi bị crash, thế là bao nhiêu video bọn tôi làm là nó bị mất hết. Hôm nay sẽ chơi lại từ đầu để giới thiệu lại cho anh em con game này khá là hay đấy. Tiếng. Bây giờ tôi đang tạo nhân vật. Đặt tên là cái gì được? À, mình cứ tóc dài truyền thống mà phang. Body feature. Cho cao cao tí. Ở ngoài đời mình không được cao lắm, vào trong đây phải cho cao cao tí nhìn cho nó. Cơ bắp thì vừa phải thôi. Cơ bắp quá nhìn hơi bầm trợn. Cho ngực đô vừa thôi. Rồi. Em đang đợi ở đây treo bắt đầu luôn nhá. Việt VT. Giờ cái gì đây? Morpher là cái gì? Mẹ toàn những cái tội linh tinh, có tội cả tội cướp biển này, piracy này. Lý do bị treo ở đây để chết đấy là vì cái gì? Combo skipping, tức là bỏ qua combo à? Đi Finling Temper. Làm gì? Bôi nhọ đền thờ và cướp biển, mẹ toàn tội vu khống. Rồi. Nào, nhanh lên anh ơi, em đang đợi anh. Đứng đợi tí để cho anh em xem cái cutscene. A prisoner captured by unknown means was transported into the exiled lands. Nó bảo là ở cái thời kỳ này thì những người tù bị bắt bị lưu đày khỏi cái vùng đất đấy và bị treo ở đây. Gạt đá được ít thôi anh ơi. Cái gì? Until fate intervened. Đập đá mày đòi giảm đi, xong bây giờ lại kêu ít. Chả hiểu như nào nữa. À, giới thiệu với anh em thì cái server này của tôi không phải là server online, không phải là server của nhà phát hành, mà là server tôi tự tạo. Tại vì là chơi ít người mà. Nên là nếu mà để như server gốc ấy thì nó bị khó quá. Thời gian làm cái gì nó cũng mất nhiều thời gian. Và chơi ít người như này để sâu hết được các cái có ở trong game thì phải tùy chỉnh để giảm bớt cái thời gian đi cho nó nhanh hơn. Anh có khác không? Người chết. Tôi sẽ thả anh ra. Nó có thể giết chết anh. Những cái người văn minh, các anh rất là mềm yếu. Anh bị treo sống ở trên cái cột. Bọn này nó như kiểu là người Barbarian ấy nhỉ. Nó không phải là người văn minh. Nơi chúng tôi thì chúng tôi giết kẻ thù trên chiến trường, chứ không để cho bọn họ bị chết như những con chó thế này. So, you live again, dead. Vậy là anh sống một lần nữa. Ôi, click, mất hình luôn. Anh sẽ sống một lần nữa. This land does not love men. Vùng đất này không yêu loài người. You are marked, and you cannot cross the ghost fence wearing that. Nó bảo là mình đã bị đánh dấu và không thể vượt qua được cái ghost fence là cái gì? Là cái hàng rào à? Khi mà mình còn đeo cái vòng ở trên tay. Tức là cái vòng này nó ngăn mình đi đến các cái vùng đất khác thầy ạ. Cái vòng đeo ở trên tay mình ấy, ở tay mình ấy. Burn with life. Slay and survive. Mày cho to mic lên tí, tao chẳng nghe mày nói gì từ hôm qua đã thế. We will meet again. Dead man. Khoảng cái bao cát đến rồi. Cố
hoàn thành cái series này nhá. Đặt ra một mục tiêu nào đấy để hoàn thành nhá. Game này chơi vẻ được đấy. Ta thấy game này nó làm tốt hơn Ash ở cái là đồ họa mình nhìn vẫn đẹp mà nó không bị nặng như Ash. Ash mà để tô đồ họa tầm này là kiểu gì cũng giật đùng đùng luôn, công nhận không? Chuẩn luôn anh ấy. Em nhưng mà em để lâu gần hết mà vẫn đẹp lắm, không ấy đâu. Đồ họa của cái bản này của game này nó tối ưu tốt hơn là cái trò Ash Survival Evolved kia. Ash Survival đâu thế? Hả? Đây đang anh vào đây. Chúc các bạn chúc anh em chơi game vui vẻ. Đợi tí. Tắt cái Việt Kỳ đã. Rồi. Đâu mày đang ở đâu? Ta đang ở H2. Ủa phải đái. Sao anh lại ra chỗ khác em ạ? Mới đầu ra nó ở một trong mấy cái ô vuông ở dưới mà. Nó phải là lúc nào cũng cố định đâu. Mày đang ở chỗ nào? Em đang ở F2. Đứng yên một chỗ cũng lên 2 level rồi. F2 à? Đi sao đằng nào lên chạy ra. Lên chỗ hôm qua chạy hay ra. Là đi được? Chạy ra G3 nhá, G3 nhá anh nhá. G3. Thôi G3 làm gì? Đằng nào cũng đi lên chỗ hôm qua. Thôi gọi lên gặp nhau đã, G3 nhá, giữa ô G3 nhá. Ok anh ơi, G3. Anh xem nó có cái bình nước ở đấy, cẩn thận bỏ qua nhá. Ở đâu? Bình nước đó. Ở mấy cái tảng đá xung quanh anh ấy. Của ta làm gì có. Đây, giữa chỗ này làm gì có bình nước nào. Start up thì nó phải cung cấp cho chứ nhỉ. Không có gì luôn. Chắc là thằng đấy nó thấy kiểu ghen tị với tài năng và sắc đẹp của tao nên nó không cho. Đệ. Mày vẫn để nuôi đi à? À anh em. Em vẫn để. Trò này để nuôi được nhưng tôi không dám để nuôi. Mà trò này khốn nạn lắm. Để nuôi là để. Đàn ông là nang là hai cái hòn kiu là nó cứ lung la lung lay, quăng qua quăng lại. Nhìn rất là nhức mắt. Chỉ có mấy thằng bệnh hoạn như là bọn thằng Thành, thằng Tun nó thích thôi, chứ còn tôi thì không chịu được. Nó đập vào mặt, sưng mặt. Lục, là lục lạng đấy. Thế là cái map này nó có mấy vùng nhỉ? Nó có mấy vùng địa hình khác nhau, có cả băng tuyết, cả núi lửa, cả rừng rậm, đúng không? Tao thích khu vực rừng rậm. Làm sao anh em mình sau di chuyển đến khu vực rừng rậm, xây căn cứ ở đấy nhá. Ui rừng hôm trước em vào em thấy con chăn to phải đái dài bằng 3 lần người mình. Thì đến lúc mình đủ khả năng thì mình vào thôi. Pét piếc. À trò này còn có cả ngựa đấy. Thấy bọn nó cưỡi ngựa kinh phết. Đây rồi, tao ở giữa chỗ G3 rồi đấy. Gần bờ sông rồi, mày đang chỗ nào? Em đang sắp đến rồi, đang chạy ra đây. Tao đang đứng ở giữa đấy. Chỗ có cái gốc cây to đúng kìa. Ở đấy đang có, có bọn lửa trại nhá. Có bọn lửa trại gốc cây. Thôi tao đứng ở trên cái vách núi này, mày ra mày nhìn ra đấy. Tạm thời đây, em đang ở trên vách núi đây, anh đâu? Đấy, đang em đang đứng ở đây. Trên vách núi. Trên vách núi nhìn thẳng ra gốc cây này. Đâu, chỗ nào? Không thấy đâu. Anh có thấy con quỷ lùn đứng ở gần đấy không? Không. Thôi, hay cứ tụt xuống chỗ gốc cây đi anh ạ. Cho nó dễ tìm nhau. Đây, tao đang đứng ở trên này. À đây, tao nhìn mày rồi. Đang lom khom dưới đây đúng không? Đúng rồi, em đây. Đây rồi. Nào. Đầu tiên là ấy đã. Tạo anh mặc ngay. Ngay quần mà đi. Tạo clan đã. Đặt clan là T A E clan nhá. Ok. Rồi. Quá ngon. Nào ra đây mời clan nào. Invite clan. Nhìn thấy lung lay chưa? Nhìn thấy quăng quật chưa? Kinh lắm, mặc quần đi. Đây. Từ từ, để xem nào. Đi săn một con thú đi, lấy ấy. Đây, cái tờ server là tao chạy bằng cái file ở ngoài mà. Nó có phải là điều chỉnh bằng game đâu. Có phải chạy server bằng game đâu. Trứng kìa. Đừng. Đây có con mẹ nó to lắm, nó đánh chết đấy. Nó ngủ rồi. À đây. À đây, trên đây có người. Ơi nó đuổi. Mẹ. Khánh ơi.
Chơi 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 chơi, để em chơi một thằng cho. Ui giời. Mẹ. Úi giời. Làm sao? Đánh ngay. Ui 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 ui. Chết rồi, cuống rồi, cuống rồi. Cá cuống rồi. Láo à, láo à, láo à. Ấy, ui ấy. Chơi chơi. Mày à, mày à. Ở đây nhiều cây có vướng quá. Mẹ. Nào 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 nào, vào đây. Láo này. Cho này vũ khí gì thì hay nhỉ? Em đây, em chơi cung ấy, cung đứng ngắm từ xa bắn sướng á. Chưa. Ăn mấy con sâu tăng tí máu. Ui, vãi cửa đái ạ. Cái này đánh mạnh kiểu gì nhỉ? Nó có like. Ôi chết 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 chết. Nó có light attack với lại heavy attack thì đánh mạnh kiểu gì nhỉ? Đã sắp giết được thằng này rồi. Vãi trưởng, ấn nhầm tắt sứ UI. Hành ơi! Đâu rồi, anh đâu? Nó sắp anh chết rồi! Bó tay. Chết rồi! Đùa chứ, cái trò này nó thiết kế cái nút né ở ngay cạnh cái cửa sổ, phím cửa sổ ấy. Mẹ chết rồi, lại bay về đâu rồi? À may quá, bay về ngay gần đấy. Đợi tí là chạy lên đây. Mệt quá. Đâu nhỉ? Đây, tao sắp tới đây. Đi đúng hướng rồi đây. Sắp đến rồi. À đây, nhìn rồi. Đây, xác. Rồi. Sao nào? Rồi, đi. Ra uống miếng nước á. Hay là xây, cứ xây tạm ở đây nhỉ? Ở đây cũng có cây cối, cũng có nước. Mày đâu rồi? À đây, anh đi. Đâu anh rồi? Đừng có bỏ anh. Đây 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 đây, sao đi đây? À đây. Ừ, sợ quá. Giờ đi đâu? Em nghĩ là anh em mình chạy đến gần rừng đi. Ở gần rừng thì như là ui ui. Anh đi, ơi, đi dọc theo bờ sông đi. Béo chưa? Đuông dừa, đuông dừa. À đuông dừa. Chào em, chào em. Em nhặt rồi. Vãi. Cái đấy nhặt à? Đi đi cạnh đi đi dọc theo bờ sông này. Hả? Con này ăn lên máu ấy. Đâu? Con mắm ăn chấm phải biết. Đuông dừa đắt mà. Ôi, cái thằng kia giống ở trong Lord of the Ring chưa? Nhìn hai thằng đứng hai bên bờ sông kìa. Tượng kìa. Ồ, mày có nhớ Lord of the Ring có đoạn mấy thằng nó bơi thuyền xong rồi nó đi qua giữa hai cái tượng to đùng không? Có anh em. Đấy. Có. Đây là chúng ta là Fellowship of the Bone. Thịt à? Thịt hay là nó thịt thôi, mình? Thôi chạy anh ơi. Thấy bổ vào có vẻ không si nhê lắm. Sao? Đây mà. Sao em chết rồi? Hay đói khát gì? Không, kẹo con cá sấu nó cắn gãy chân anh ạ. À chảy máu à? Mày đâu rồi? Em chết rồi. Nhưng sao không thấy xác đấy? Xa vậy? Cứ đi đi nhá. Bây giờ đi lên tạm thời đi lên cái chỗ hôm qua nhá. Cái chỗ hôm qua mình đến lúc đầu ấy. Ok anh. Chạy bộ ra đi. Tao đang đợi anh mày ở cái đỉnh ấy đấy. Đến nơi bảo nhá. Ở cái đỉnh H3 ấy. Đúng đỉnh góc trên bên phải luôn. Ô Thành ơi, ta phát hiện ra một điều. Nhanh nhanh nhìn ra đây. Một bộ lạc. Một bộ lạc luôn chứ không phải ấy đâu. Mà cái vị trí của nó nhìn có vẻ ngon lắm. Chạy ra chỗ anh nhá. Đỉnh của H3 nhá. Trong quá trình đấy thì xem chỉ số gì xiếc. Ui mẹ. Còn gì kêu đấy? Sợ quá. Cứ tưởng có con gì đây. Đây rồi, em thấy anh rồi.
Đợi tí em trèo đến đây. Strength, Agility, Grit. Ô, mẹ cá sấu. Vãi trưởng ạ. Tự nhiên con thấy đấy trống nhận giếc đánh. Ôi, thôi 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 thôi, đi 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 đi. Con luôn phải nhận chảy máu chết đây. Như em. Chết như ơ trò trò này được cái là leo được, leo trèo được. Hay phết anh ạ. Lên đây. Lên 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 lên. Giỏi mày lên đây. Ôi, thôi, thôi, thôi 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 em xin em xin em xin. Em đùa. Bọn này nó biết đi đường vòng đấy anh. Sắp ra nơi chưa? Ui giời vẫn anh còn đang xa trèo tít. Núi. Thôi để ta xem là nay ai xây dựng đây. Sandstone. Cái trò này cái phần unlock của nó hơi khó nhìn nhỉ. Vâng, tìm đồ khó thế. Thôi cứ để thôi, tao chấp nhận hy sinh xây dựng nhá. Cái này không biết là chơi để tăng level nhanh như này thì có đủ điểm để tăng tất cả những cái mình muốn không nhỉ? Thì chết mẹ rồi. Em nghịch dại không? Không sao. Mẹ leo lên này em đéo gì nhỉ? Tôi chết rồi. Em tưởng leo lên trên này có đường. Ở lên này trên này chơi với chim rồi. Đi xuống. Ồ, em nhận được lông anh ơi, chế được tên rồi, đỡ phải giết chim rồi. Hay quá. Sao mày vẫn ở kia là sao? Em leo lên núi rồi, bây giờ em ở trên này chơi tổ ta chim. Đi tiếp đây, đứng đây đợi mày, không biết đến bao giờ. Từ từ, tao kiếm chỗ nào làm cái lửa trại nấu ít thức ăn đã. Cái lửa trại hình như cũng phải học đúng không? Đúng rồi nha. Primitive cooking. Unlock. Chế cái lửa trại. Rồi. Ơ thịt trong người mình đâu ấy nhỉ? À đây. Thịt lại vào trong thùng đồ luôn. Đây. Ơ xác em ở chỗ đó. À đây rồi. Rồi. Trong khi đợi nướng thịt làm tí cây cối. Từ từ. Xem nào. Cái túi nước chế này cái đâu anh ở đâu ấy? Ta đang ở ấy, ta đang ở nhìn trên bản đồ ấy. Thì em thấy em rồi. Rồi. Đang đứng đây nướng ít thịt ăn. Vãi, lại cá sấu lại mò ở đây rồi. Đéo ơi, ở đây lắm cá sấu vậy. À, ui ui. Bắn đau thế con mẹ mày. Thôi, ta không ở đây được nữa, ta phải đi đây. Tạm biệt. Chỗ này có bọn người. Đúng là thế giới hoang dã cổ xưa. Nơi đâu cũng đầy rẫy nguy hiểm. Mẹ mày nhá, tí ông Giang bắt. Bắt vợ mày về. Bắt ngay con mị về. Anh chạy xa đấy. Thì phải chạy chứ. Tao thức ăn có, nước uống có. Tất nhiên là nó phải. Hay là xây ở đây nhỉ Thành nhỉ? Chạy xa vừa vừa thôi nhỉ. Chỗ ít người quá, anh em mình đi bắt bắt người nó mệt lắm. Hay là xây ở chỗ tao đang đứng này.
Được anh ơi. Chỗ tao đang đứng này đất đai khá là trống trải, lại gần bờ sông. Xung quanh không có quái mà đi một đoạn là vào trong cái khu rừng kia rồi. Xây đây nhá. Rồi, quyết định xây. À, nhưng mà đây hơi ít đá thì phải. Đập đá phát. Chặt cây phát. Lại xây một cái villa trên biển. Đây, sắp đến rồi. Trò này mình có thể xây dựng. Đang giới thiệu cho anh em biết là trò này mình có thể xây dựng nhà cửa được. Sinh tồn. Giờ tôi sẽ xây một cái villa trên biển. Xây 10 cái này. Chó nó đuổi em. Không biết là xây cái này cần xây cần khá nhiều đá. Đá với gỗ mình vẫn còn mà sao không xây được nhỉ? Từ từ chọn chỗ này. Em đây, em đây. Đây có cái hồ và vách núi đẹp phết. Rồi. Nhà mình sẽ quay về hướng này. Em đi khai thác nha. Khai thác nhiều và cần nhiều đấy. Em tăng nhiều nhiều sức chứa. Em cứ yên tâm. Lại fail to build. Lại fail to build rồi. To place building rồi. Tại sao nó cứ thỉnh thoảng nó bị fail to place building nhỉ? Này không ổn rồi. À đấy, lại đặt được này. Create a home. Rồi. Cái này xây cũng hơi lỗi. Chết rồi, tao xây Thôi em bị ơi. hơi ăn vào ấy rồi. Không sao đâu anh ạ. Vẫn đặt tường như bình thường đúng không anh? Hơi ăn vào cỏ rồi. Nhưng mà đặt tường xong nó có ấy không? Nó có mất cái cỏ đi không? Em không biết. Hết đá rồi. Đây đây đá đi. Ném ở đấy. Chế đống lửa đó. Thực ra trò này ta thấy bị mỗi một cái thua cái trò Axsurvival Evolved đấy là nó không phải là con quái nào mình cũng bắt được. Axsurvival Evolved thì nó nhiều quái để bắt hơn. Khủng long con nào mình bắt được nhỉ? Trò này thú thì hơi ít nhưng trò này nó lại được cái là nó có bọn bọn người, nó có các cái làng của người. Rồi. Xây thêm một cái cửa. Nó xây 10 cái cửa sổ. 10 cái tường. Ui đấy. Vãi chưởng. Nó ở đâu ấy?
Cửa đâu rồi? Rồi. Tạm thời an toàn rồi đấy. Ở villa này được đấy anh ạ. 6. Chế thêm tường thôi. Mày có cái hoa chế được cái hòm không? Cứ xây tạm cái nhà xong rồi là bắt đầu hành trình khám phá. Người ta bảo là an cư mới mới lạc nghiệp mà. Là viên đá rõ to có 3 cái không? Được đấy, nhà to đấy. Nhà cao cửa rộng. Thang đặt ở đây được này, nhưng mà ở cái góc phía trong này, cái này nó là để đặt ở đây. Như này là không đặt được. Nó báo là không để đặt được overlap object. Hết sạch đá rồi Thành ơi. Để em cuốc cái đống sắt này em mang về. Anh về phát tài rồi. Tao đi kiếm đá về. Chế tạm cái túi ngủ đã. Chết ở đây cái lại. Chế đi. Em thấy hơi lo lắng. Trời ơi, hết sắt rồi. Từ từ em phải đánh dấu chỗ này lại. 4. Giờ chết là yên tâm đấy. Đánh dấu trên bản đồ kiểu gì anh nhỉ? Cái gì? Đánh dấu trên bản đồ kiểu gì nhỉ? Đánh dấu trên bản đồ á? Không biết, ta chưa thử bao giờ.